Đội tuyển Anh mới đây đã chia tay tiền đạo Marcus Rashford do chấn thương và những thông tin đang tiếp tục đến khi cầu thủ được xem là niềm hy vọng mới của Tam Sư là Bukayo Saka cũng phải rời đội bóng vì lý do tương tự. Saka đã không thể góp mặt trong chiến thắng 5-0 trước San Marino trong trận đấu mở màn vòng loại World Cup giữa tuần qua khi phải ở lại Arsenal để phòng thủ đánh giá mức độ chấn thương. Huấn luyện viên Gareth Southgate hy vọng mọi chuyện không quá phức tạp và Saka có thể tham dự hai trận đấu còn lại gặp Armani và Ba Lan. Nhưng đáng tiếc là chấn thương của Saka nặng hơn dự kiến và anh sẽ không thể góp mặt trong vòng loại kế tiếp của tuyển Anh. Tuần qua, các nguồn tin ở Đức loan tin Mönchengladbach đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên mới thay thế cho Marco Rose mùa giải này. Trước đó, Marco Rose đã chính thức xác nhận chia tay Mönchengladbach để chuyển đến Dortmund từ mùa hè tới. Tuy nhiên, Xabi Alonso đã nhanh chóng phủ nhận tin này bằng cách gia hạn hợp đồng với Real Sociedad đến năm 2022. Tối qua, Sociedad chính thức thông báo đạt thỏa thuận giữa đôi bên trên trang chủ. Sociedad cho biết Xabi Alonso muốn tiếp tục phát triển trong dự án mới của câu lạc bộ. Alonso cũng tuyên bố anh có nhiều mục tiêu và tham vọng ở mùa này cùng với Sociedad B. Đây là lý do quan trọng khiến Alonso cam kết với Sociedad thay vì vội vàng làm huấn luyện viên ở cấp độ cao nhất. Sau loạt trận quốc tế, Real Madrid sẽ tiếp đón Eibar vào ngày 4 tháng 4. Trong vòng hơn một tuần sau đó, Real Madrid sẽ đá 3 trận vô cùng quan trọng, gặp Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League vào ngày 7 tháng 4, gặp Barcelona ở La Liga vào ngày 11 tháng 4 và Liverpool ở lượt về tứ kết vào ngày 15 tháng 4. Trước 3 trận đấu lớn tới, Zidane đã nhận được một thông tin không thể vui hơn về tình hình lực lượng. Cụ thể, theo tờ AS, ông vừa chào đón sự trở lại của Dani Carvajal sau hơn một tháng cầu thủ người Tây Ban Nha ngồi ngoài vì chấn thương. Cũng theo AS, Carvajal có thể sẽ không được Zidane đăng ký cho trận gặp Eibar. Tuy nhiên, gần như chắc chắn, hậu vệ này sẽ trở lại ở 3 trận đấu gặp Liverpool và Barcelona. Theo Marca, Erling Haaland rất muốn chuyển tới khoác áo Real Madrid. Đây được xem là câu lạc bộ lý tưởng để tiền đạo người Na Uy phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, dù cho đó có là Real Madrid, Man City hoặc Chelsea đi nữa, tất cả đều phải chi một số tiền khổng lồ để sở hữu chữ ký của Haaland. Cụ thể, nguồn tin từ ESPN xác nhận, Dortmund vừa chính thức đưa ra giá bán Đức Haaland cực khủng. Đại diện nước Đức chỉ chấp nhận ngôi vàng đàm phán nếu như nhận được lời đề nghị 180 triệu euro. Trong bối cảnh Covid-19 chưa dứt điểm, việc Dortmund hét mức giá cao sẽ khó có câu lạc bộ nào có thể chấp thuận. Trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid trong năm nay 2021, Florentino Perez sẽ đối mặt với thách thức lớn mang tên Enrique Riquelme. Theo Marca, vị doanh nhân này đang cân nhắc tranh cử với Florentino Perez ở cuộc bầu cử năm nay và tương lai. Theo El Confidencial, công ty có tên là Cox Energy của Riquelme được định giá khoảng 300 triệu euro. Chia sẻ trên El Confidencial, Enrique Riquelme khẳng định câu lạc bộ cần phải tạo ra một hướng đi mới với cách quản lý chuyên nghiệp và trở thành đội bóng mang giá trị toàn cầu. Tôi đã thấy khả năng áp dụng những gì mình học hỏi để đưa câu lạc bộ tiến lên một đẳng cấp mới. Florentino Perez là một vị chủ tịch xuất sắc. Ông ấy đã tạo Real Madrid phiên bản 2.0, nhưng để phát triển, đội bóng cần những sự thay đổi mới, Riquelme cho biết. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Bình Định đã tiến cử hai cầu thủ có thể thay thế Hùng Dũng ở vòng loại World Cup sắp tới. Đó là tiền vệ Văn Triền của Sài Gòn và Tô Văn Vũ của Bình Dương. Một cái tên mà tôi thấy có những phẩm chất giống với Hùng Dũng là Cao Văn Triền. Văn Triền chơi lùi sâu hơn Hùng Dũng, đá trước mặt hai trung vệ. Nhưng trước đây, khi dẫn dắt Sài Gòn, tôi thường sử dụng cậu ấy như ông Paul Hosser dùng Hùng Dũng. Tôi thấy Văn Triền có nhiều tình huống xử lý thoát pressing từ đối thủ khá nhanh. Tuy vậy, khả năng rời nhắc của Triền còn phải cải thiện hơn nữa. Bên cạnh Văn Triền, Tô Văn Vũ của Bình Dương cũng được coi là một gợi ý cho huấn luyện viên Park nhờ lối chơi mạnh mẽ và giàu thể lực. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Bình Định chia sẻ quan điểm.